Bí ẩn rợn người chưa có lời giải đáp Quanh cuốn kinh quỷ dữ Có nhiều cuốn sách bí ẩn trên thế giới mà đến nay Người ta vẫn đang nỗ lực giải mã Nhưng chưa thành công Một trong những cuốn sách hóc búa nhất Là cuốn kinh quỷ dữ Hay còn gọi là Codex Riras Được cho là do chính tay quỷ Satan chấp bút Kinh quỷ dữ Bản thảo chép tay lớn nhất thời Trung Cổ Nổi tiếng với hình quỷ Satan Sống động nằm ngay giữa cuốn sách. Dù tên gọi có nghĩa, cuốn sách khổng lồ, rèn bút, trong tiếng Latin, Codex Virat thường được biết đến nhiều hơn với biệt danh Kinh Quỷ Dữ. Theo news.com.au, cuốn sách Bọc da ra đời vào thế kỷ thứ 13 này là bản thảo lớn nhất còn tồn tại từ thời Trung Cổ, được lưu giữ ở hầm chứa của Thư viện Quốc gia Thụy Điển. Dài 89cm và rộng 49cm, Cuốn sách có kích thước bằng một trẻ nhỏ và cần tới hai người khiên do nặng 75 kg. Bên trong những trang sách là phiên bản hoàn chỉnh của kinh thánh Vulgate, sau này được xem như bản dịch bằng tiếng Latin chính thức của giáo hội công giáo. Bí mật về sự ra đời của cuốn sách đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận suốt hàng trăm năm. Theo truyền thuyết, cuốn sách là tác phẩm của một tu sĩ tại tu viện Benedictine ở Cộng Hòa Séc tu sĩ này bị kết án phải sống cả đời sau những bức tường và bị phá vỡ những lời thề tu hành trong lúc hoảng sợ và tuyệt vọng trước án phạt ông nghĩ ra cách có thể giúp bản thân thoát chết tu sĩ đề nghị viết một cuốn sách không chỉ khiến tu viện rạng danh mà còn chứa đựng tất cả tri thức nhân loại chỉ trong vòng một đêm lời đề nghị của ông được hội đồng xét xử chấp nhận tối đó khi thời khắc nửa đêm tới gần tu sĩ nhận ra ông không đủ sức hoàn thành cuốn sách Ông cúi rạp người và quỳ xuống để cầu xin. Nhưng thay vì cầu xin Chúa, tu sĩ hướng tầm nhìn xuống dưới và đề nghị thiên thần sa ngã Lucifer, tức quỷ Satan giúp đỡ và thỏa thuận đổi linh hồn mình để hoàn thành cuốn sách. Quỷ Satan nghe thấy lời thỉnh cầu của tu sĩ và đồng ý giúp đỡ ông. Tu sĩ thêm bức tranh chân dung toàn thân của quỷ Satan vào cuốn sách nhằm bày tỏ lòng biết ơn, một phiên bản khác kể rằng Quỷ Sa Tăng để lại bút tích là chân dung của chính mình trên cuốn sách. Hình vẽ chân dung ác quỷ bằng mực màu nằm ở trang 577 của cuốn sách. Sự hiện diện của hình vẽ là mất vẻ trang trọng toát ra từ nội dung của cuốn sách. Về hình thức, cuốn sách được trình bày cực kỳ công phu và đẹp mắt. Những hình vẽ minh họa, hình vẽ và các chữ cái được vẽ với màu chủ đạo là đỏ, xanh, vàng. Bên trong cuốn sách gồm 11 đầu mục, nội dung đa dạng từ kinh cựu ước tân ước, lịch sử tự nhiên, biên niên ký về vùng Bohemia, ghi chép những ngày lễ phục sinh vào những năm tiếp theo. Kinh Quỷ Dữ là một cuốn bách khoa toàn thư tri thức thời Trung Cổ, chứa tài liệu giảng dạy về y học và phép thuật. Trong sách có hai câu thần chú chỉ dẫn cụ thể về cách nhận biết và bắt giữ kẻ trộm, cùng với hướng dẫn cách xua đuổi ác quỷ hoặc hồn ma ở đồ vật con người. Dưới thời Trung Cổ, nhiều căn bệnh được cho là do ác quỷ chiếm giữ cơ thể, và nhà thờ luôn có những nghi thức đặc biệt để đẩy linh hồn ác quỷ ra khỏi cơ thể người. Cuốn sách cũng bao gồm nhiều bản chữ cái cũng như phiên bản hoàn chỉnh của Kinh Cụ Ước và Tân Ước. Kết quả kiểm tra cho thấy bản chép tay do một người viết Tính nhất quán của 320 trang sách cho thấy chủ nhân của nó không có dấu hiệu của sự căng thẳng, mệt mỏi hay sự thay đổi của tuổi tác. Vào thời Trung Cổ, một người bình thường phải mất 20 năm để viết nên Codex Lyrax còn nếu không tính các hình vẽ, hình minh họa màu, hòa tiết trang trí thì cần mất 5 năm viết không ngừng nghỉ vì những điều phi lý này mà bí ẩn về cuốn Codex Riras đến ngày nay vẫn còn bị bỏ ngỏ. Tuy nhiên, danh tính tác giả cuốn sách vẫn còn là một bí ẩn lớn. Trên đây là bí ẩn rợn người chưa lời giải đáp xung quanh cuốn kinh quỷ dữ. Hãy để lại comment bên dưới chia sẻ những ý kiến của bạn về video hoặc cho mình biết các bạn muốn chúng mình làm chủ đề gì tiếp theo nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nếu các bạn thấy thích video hãy ấn like và đăng ký kênh chúng mình đừng quên ấn vào nút quả chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé